Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022 và theo âm lịch, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Giáp Thìn, tháng Nhâm Tý, năm Nhâm Dần và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc Đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Cao Trận, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh Phú Đăng Hỏa, ngày Giáp Thìn tức Can Khắc Chi, nghĩa là mộc khắc với thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Phú Đăng Hỏa Kỷ Tuổi Mậu Tuất Canh Tuất, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Thìn lục hợp với Dậu, tam hợp với Tý và Thân thành Thủy Cục, xung với Tuất hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Nhâm Tuất, Canh Thìn, tuổi xung trong tháng tuổi Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Nguyệt Ân tốt mọi việc, sao Minh Tinh tốt mọi việc, sao Thánh Tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc, tế tự, sao Tam Hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Đại Hao, Tử Khí, Quan Phú xấu mọi việc. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, Hỷ Thần hướng Đông Bắc, Tài Thần hướng Đông Nam. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có được báo hiệu trải qua một ngày làm việc vô cùng là thuận lợi nhờ gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trợ mệnh. Dường như mọi thành công của bạn đều nằm trong tầm tay của bạn, chỉ là bạn có quyết tâm vươn tay ra để nắm bắt nó hay không mà thôi. Ngoài ra, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý, bạn còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ đến từ bạn bè, đồng nghiệp xung quanh mình. Vì thế, bạn đừng có ngần ngại đối diện với những khó khăn, thách thức ở phía trước. Hơn nữa, với những khó khăn xuất hiện, nó cũng sẽ giúp góp phần cho bạn rèn giũa bản thân mình, trở thành người xuất sắc hơn nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này cho thấy bạn đang quá thờ ơ với các thành viên trong gia đình của mình và bạn thích dành thời gian để giải trí hoặc là tập trung cho sự nghiệp hơn là ở bên cạnh những người thân yêu. Điều đó sẽ khiến cho tình cảm mọi người càng trở nên lạnh nhạt dần đi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển vô cùng là thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, đừng có ngại ngần đối diện với những khó khăn, thách thức. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ, không nên thờ ơ với người thân của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, nên sắp xếp bố trí thời gian sao cho hợp lý. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc
4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 20, số 59, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu xanh dương, quý nhân phù trợ tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân. Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo trải qua một ngày rất có thể sẽ đón những tin không vui trong vận trình của mình. Và ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn gặp phải không ít những rắc rối trong công việc khi mà những mâu thuẫn giữa bạn với đồng nghiệp tưởng chừng như là không phải là vấn đề lớn nhưng vô tình làm giảm tiến độ công việc và hiệu quả công việc nữa. Trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu, công việc gặp trục trặc khiến cho tâm trạng của bạn vô cùng là bất ổn, bạn sẽ cáu giận hơn, thậm chí còn trút giận lên người không liên quan. Và với bạn tuổi Sửu, bạn chẳng quan tâm tới quá nhiều đến cảm nhận của đối phương, cho nên có những lời lẽ vô tâm khiến cho suy nghĩ và khiến cho người ấy bị tổn thương rất nhiều nữa nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Sửu cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này làm cho bạn cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình nhiều hơn. Với bạn tuổi Sửu, bạn có thể vì những chuyện căng thẳng trong cuộc sống mà dễ gặp phải các vấn đề về đường tiêu hóa, ăn uống kém ngon miệng, ngủ nghỉ không được ngon giấc nữa. Vài câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim gặp không ít những rắc rối trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, mâu thuẫn giữa đồng nghiệp làm giảm tiến độ và hiệu quả công việc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, tâm trạng bất ổn trở nên dễ cáu giận hơn. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, gây tổn thương cho nửa kia bằng những lời lẽ vô tâm. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, cần phải chú ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 72, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này sẽ khiến cho bạn tuổi Dần trở nên nóng nảy và nảy sinh những mâu thuẫn với những thành viên trong gia đình mình. Bạn tuổi Dần, bạn cần phải tìm cách thuyết phục mọi người xung quanh chứ không phải là khăng khăng làm theo ý của mình, thậm chí là giận dỗi, chủ động gây ra chiến tranh lạnh trong nhà nữa nhé. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần, đối với những người đang còn trẻ tuổi thì bạn cần phải học cách lắng nghe nhiều hơn, chứ có đặt cái tôi của mình lên quá cao, bạn vẫn còn thiếu nhiều kinh nghiệm sống. Vì thế, việc học hỏi những người đi trước không bao giờ là thừa cả bạn tuổi Dần nhé. May mắn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dần lại đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn dễ thu được khoản lời lãi lớn trong ngày hôm nay, nhất là khi bạn là người lao động tự do, làm nghề kinh doanh, buôn bán. Bạn sẽ có tinh thần làm việc có trách nhiệm, khiến cho tiếng lành đồn xa, nhiều người muốn hợp tác làm ăn với bạn nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy sẽ mâu thuẫn với người thân trong nhà. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa nên lắng nghe quan điểm của những người đi trước. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ chưa đặt cái tôi của mình lên quá cao. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc thu được khoản tiền lời lại đáng kể. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác làm ăn. Và đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 79, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ tuổi Ngọ, tuổi Tuất, tuổi Hợi.
Tử vi tuổi Mão thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Mão có thể nhanh chóng chinh phục được những thử thách mà bản thân mình đã đặt ra từ trước đó. Thậm chí bạn còn phát hiện ra được tiềm năng của bản thân mình và tìm được những định hướng phù hợp hơn cho tương lai của mình nữa nhé. May mắn hơn là trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão có thể sẽ gặp được quý nhân, và quý nhân xuất hiện là đối tượng có thể là người mà bạn quen biết đã lâu. Bạn hãy học hỏi kinh nghiệm từ người bạn quý báu này, nếu có thể đôi bên hãy trở thành đối tượng hợp tác với nhau nữa nhé. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mão lại đang gặp ngày có mộc khắc với thổ. Điều này cho thấy bạn thường xuyên trút những cơn nóng giận của mình lên đầu nửa kia, và điều đó khiến cho mối quan hệ đôi bên ngày càng trở nên căng thẳng. Và với bạn tuổi Mão, cần phải thay đổi mình trước khi đối phương hoàn toàn thất vọng về bản thân bạn nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, hoàn thành tốt những mục tiêu mà mình đã đề ra. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa, tìm được định hướng phù hợp cho bản thân mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ, có được cơ hội gặp gỡ quý nhân. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, không nên trút giận lên đầu người ấy. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, hãy thay đổi những tật xấu của mình, chớ làm tổn thương người khác. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 71, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh rêu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Thìn Thìn tự hình. Điều này sẽ khiến cho bạn tự tin tới mức hóng hách, đặc biệt là những người làm lãnh đạo. Bản mệnh thường đưa ra những quyết định võ đoán và bắt người xung quanh phải răm rắp nghe theo ý của mình. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn, bạn có biết cách hành xử hiện tại của bạn sẽ khiến cho mọi người có ấn tượng xấu về mình hay là không, và bạn không nên làm việc mà không để ý tới cảm nhận của mọi người xung quanh như vậy. Bạn cần phải quan sát nhiều hơn, có lẽ bạn sẽ đưa ra được nhiều quyết sách đúng đắn hơn nữa nhé. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thìn cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này làm cho bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn tới sức khỏe của bản thân mình, tránh làm việc quá sức. Dù bạn vẫn còn trẻ tuổi đi chăng nữa, nếu như cơ thể của bạn có dấu hiệu cảnh báo thì bạn hãy đi thăm khám bác sĩ và chữa trị ngay, càng sớm càng tốt. Còn người cao tuổi cũng cần phải hạn chế vận động quá sức, khiến cho sức khỏe của mình bị tổn thương nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa, không nên hành động võ đoán, hóng hách. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ, lắng nghe quan điểm của những người khác. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc, hãy quan sát mọi người và mọi vật xung quanh mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, không nên làm việc quá sức khiến cho cơ thể mệt mỏi. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, nên quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 15, số 72, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Tỵ thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này báo hiệu cho bạn rằng gia đình chính là bến đỗ bình yên của bạn trong ngày hôm nay. Dù với bạn một ngày đi làm mệt mỏi đến mấy đi chăng nữa, chỉ cần về nhà là bạn có thể cảm thấy thư giãn, thoải mái. Bạn có những người thân vô cùng quan tâm và thấu hiểu cho mình nữa nhé.
Và trong ngày thứ bảy này, với bạn tuổi Tỵ, đối với những người đang còn độc thân, có thể sẽ nhận được sự chú ý đến từ những người khác giới và bạn có thể thử trò chuyện cởi mở với đối phương để xem hai người có phù hợp với nhau hay là không, chứ không nên từ chối một cách quá vội vàng như vậy và đó có thể là người rất phù hợp với bạn nữa đó nhé. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tỵ cũng đang gặp được ngày có thiên tài giúp sức. Điều này sẽ làm cho bản mệnh không cần phải lo lắng tới chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Người làm ăn buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng, cho nên đơn hàng đổ về tới tấp, dù phải vất vả một chút nhưng bạn sẽ thu được một khoản tiền rất đáng kể nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa nhận được sự quan tâm chia sẻ của người nhà. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, gia đình chính là động lực để cho bạn cố gắng hơn. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, hãy thử cởi mở trò chuyện hơn với người khác. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, không cần phải lo toan tới chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Và đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 26, số 75, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi ngọ, tuổi mùi, tuổi thân. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Và các bạn đang xem video, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ. Điều này sẽ làm cho bạn cần phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin vui trong công việc ngày hôm nay nhé. Có những người trong ngày này sẽ ký kết được những hợp đồng lớn, thậm chí có được sự đồng thuận của đối tác và cấp trên cũng rất ủng hộ bạn nữa. Thành công trong ngày hôm nay là hoàn toàn tới từ việc nỗ lực của bạn đã xây dựng từ trước đây và bạn cũng đừng có ngủ quên trên chiến thắng mà hãy tiếp tục lên danh sách những mục tiêu tiếp theo cần phải đạt được cho mình, cần có tham vọng hơn. Có như vậy mới tránh được sự nóng vội, bỏ sót các việc quan trọng bạn tuổi Ngọ nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ giúp cho cái chuyện tình cảm của bản mệnh khá là êm ấm. Hai tâm hồn hòa hợp giúp cho tình yêu thêm phần thăng hoa khi dạo này hai bạn có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Người độc thân, nếu muốn bắt đầu một tình yêu mới, vậy thì nhất định bạn cần phải thanh lý những thứ thuộc về quá khứ ra khỏi đầu óc của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận những tin vui trong công việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy ký kết được những hợp đồng lớn, nhận được sự đồng thuận của đối tác lâu năm. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa, thành công ngày hôm nay đến từ nỗ lực mà bạn đã xây dựng từ trước đó. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ, đừng có ngủ quên trên chiến thắng khi gặt hái được những thành công. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc, tình cảm êm ấm, hai tâm hồn hòa hợp giúp cho tình yêu thêm phần thăng hoa. Và đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 88, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Mùi
có xu hướng tự tin thái quá vào bản thân mình, không chấp nhận nghe theo lời khuyên của bất cứ ai cả và lúc nào cũng muốn là người dẫn đầu và làm theo ý của mình. Bạn cho rằng người khác không thể hiểu rõ tình hình cho nên mới đưa ra ý kiến trái ngược như vậy. Thái độ này cũng có thể sẽ khiến cho bạn gặp phải nhiều rắc rối trong ngày hôm nay nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Mùi cũng đang gặp ngày có thổ khí vượng. Điều này làm cho bạn cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác. Với những suy nghĩ bảo thủ đôi khi sẽ khiến cho mọi việc trở nên khó giải quyết hơn nhiều. Bạn cần phải học cách suy nghĩ đa chiều hơn. Cũng trong ngày hôm nay, với bạn tuổi Mùi cần phải chú ý đến việc ăn nói của mình, suy nghĩ trước khi nói, tránh làm mất lòng người khác vì tính tùy tiện. Và bạn tuổi Mùi, nếu như muốn góp ý cho ai đó, bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ ngữ quá trực tiếp lại gây tổn thương cho người nghe nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim có thể sẽ gặp phải những rắc rối vì có xu hướng tự tin thái quá. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy không chấp nhận nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa cần phải suy nghĩ cởi mở hơn và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ hãy học cách suy nghĩ đa chiều. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc cần phải chú ý tới cách ăn nói của bản thân mình trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 61, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân không còn bị bó hẹp trong những tư tưởng quen thuộc nữa. Bạn mở rộng tầm nhìn và thử đón nhận những điều mới mẻ hơn, và nhờ vậy mà bạn tìm ra nhiều cách mới khi xử lý công việc trong ngày hôm nay nữa nhé. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân, nếu như có kế hoạch thực hiện những công việc trọng đại thì bạn nên tranh thủ thực hiện ngay trong ngày hôm nay, bởi với bạn sẽ gặp được rất nhiều yếu tố thuận lợi, thậm chí là quý nhân còn xuất hiện đưa ra những gợi ý đúng lúc cho bạn cần nữa nhé. Thêm vào đó, vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp ngày có thổ sinh cho kim vượng. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang rất đầm ấm. Dù bạn có bận rộn đến mấy, hai người vẫn luôn dành thời gian để ở bên nhau, thậm chí là với những mâu thuẫn nổ ra cũng chỉ là để cho hai người thêm hiểu và trân trọng nhau mà thôi. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy tìm ra những hướng đi mới phát triển cho công việc của mình. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa có cái nhìn mới mẻ về vấn đề. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ nên tranh thủ thực hiện các việc quan trọng. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim quan hệ với gia đình đầm ấm, vui vẻ. Và đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 15, số 84, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đã gặp được ngày có ngũ hành Thìn Dậu nhị hợp. Điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dậu thường xuyên băn khoăn với những định hướng của mình trong tương lai, bởi bạn không biết mình cần phải lựa chọn như thế nào mới đúng đắn, khiến cho mọi chuyện trở nên hanh thông hơn nữa. Và với bạn tuổi Dậu, khi còn nhiều điều chưa chắc chắn, bạn có thể tâm sự với những người đi trước giàu kinh nghiệm hơn mình, bởi bạn không cần thiết phải một mình giải quyết mọi chuyện, xung quanh bạn luôn có rất nhiều người đang muốn giang tay giúp đỡ cho bạn nữa.
Ngày thứ bảy này với bà tuổi Dậu cũng đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Điều này cho thấy nếu như bạn đang còn độc thân, bạn có thể sẽ được giới thiệu cho một vài đối tượng đầy triển vọng. Chỉ cần bạn chịu mở lòng mình là có thể tìm thấy được người ưng ý ngay mà thôi. Thế thì đừng có tiếp tục chần chừ do dự, sống trong thế giới riêng của mình như vậy nữa bà tuổi Dậu nhé. Về câu quyết cho bà tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy chưa có định hướng rõ ràng cho tương lai. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa không cần thiết phải một mình giải quyết những khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ thử tham khảo ý kiến của người giàu kinh nghiệm. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc có cơ hội làm quen với những đối tượng có triển vọng. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim hãy mở rộng lòng mình khi giao tiếp với mọi người xung quanh. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 12, số 77, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung thìn tuất sửu mùi. Điều này sẽ làm cho bạn trải qua một ngày không được suôn sẻ như ý muốn và có nhiều vấn đề khiến cho bạn phải lao tâm khổ tứ để giải quyết. Có lẽ bạn cần phải bình tĩnh lại để có thể đánh giá vấn đề thấu đáo hơn, từ đó tìm ra cách phù hợp để khắc phục mọi khó khăn trước mắt nhé. Và ngày thứ bảy này với bạn tuổi Tuất, nếu mắc phải những lỗi sai thì bản mệnh cũng nên chủ động dũng cảm nhận lỗi. Việc thừa nhận lỗi sai không khiến cho bạn trở nên yếu kém mà chỉ khiến cho mọi người thêm tôn trọng bạn và sẵn sàng giúp đỡ cho bạn hơn mà thôi. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho những người làm lãnh đạo là cần phải hạ bớt cá tôi cá nhân của mình xuống để nhìn nhận vấn đề trước mắt sao cho rõ ràng và chính xác hơn. Đừng có cho mình là người tài giỏi có thể nắm bắt được bản chất của mọi vấn đề, đôi khi những người cấp dưới lại nhìn ra những việc mà bạn không nhận ra nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, công việc vướng phải nhiều rắc rối. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, cần phải bình tĩnh lại để có thể đánh giá vấn đề một cách chuẩn xác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, hãy dũng cảm thừa nhận lỗi sai của mình. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, hạ cái tôi của mình xuống để lắng nghe người khác. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 87, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ bảy ngày 17 tháng 12 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ bảy này, xem tử vi cho thấy bạn đang có điềm báo trải qua một ngày không được mấy thuận lợi trên phương diện sự nghiệp của mình. Dù bạn phải chịu tác động xấu của tỵ kim chiếu mệnh, cho nên bản mệnh dễ vướng phải sự tranh chấp với bạn bè đồng nghiệp trong ngày hôm nay. Với bạn tuổi Hợi, bạn hãy luôn bình tĩnh khi đối diện với những vấn đề bất đồng trong quan hệ ở nơi làm việc, bởi vì càng nóng nảy thì mọi chuyện càng trở nên khó giải quyết hơn mà thôi. Đôi bên cần phải bình tĩnh ngồi lại để thảo luận với nhau, chắc chắn cuối cùng sẽ đi tới cách giải quyết vấn đề một cách tối ưu nhất. Lại thêm, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Hợi cũng đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy. Điều này cho thấy các chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân chớ nên có cái nhìn quá tiêu cực về tình cảm. Bạn cần phải thử cho đối phương cơ hội cũng như là cho mình cơ hội thì mới biết được người ấy có thật lòng với mình hoặc là phù hợp với mình hay là không. Đừng có vội đưa ra những quyết định từ chối nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này,
Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa, dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ, không nên nóng nảy khi giải quyết những bất đồng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, nên bình tĩnh trao đổi mọi việc với người xung quanh. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, đừng giữ những suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy, hãy cho người khác cơ hội tiếp cận với mình. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 11, số 71, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!